Xin chào tất cả mọi người nha. Đây là cái clip của Sang về ăn tôm. Đây mọi người, đây là Sang ăn mừng 46.000 người đăng ký. Thì hôm nay thằng bạn của Sang nó đi Vũng Tàu về và nó cho Sang cái gì Sang cũng được bạn cho hết, tại vì nó biết Sang làm YouTube đó mọi người, nên nó cho ủng hộ Sang để Sang làm clip. Thì nó đi Vũng Tàu về, nó có mua một ít tôm và nó luộc sẵn luôn mọi người ơi, nên nó cho Sang như thế này nè. Sang cũng không có thể luộc luộc tôm được mà Sang sẽ tính ăn với cơm nguội. Đây tôm của Sang đây, đây mọi người thấy chưa, quá cho to luôn. Cảm ơn thằng bạn của Sang nha. Đây là nước chấm của Sang đó, chính là mắm nêm nha mọi người. Thì bây giờ Sang sẽ làm một cái clip ăn ăn tôm, nhưng mà sẵn tới áo lên đó, giờ sẽ sẵn áo lên rồi, giờ Sang sẽ làm một cái clip ăn tôm này, là gọi là tôm sú, tôm thẻ vậy nè. Thì Sang sẽ ăn tôm. Cái con tôm này cũng là luộc khá lâu nên cái đầu nó cũng đi đứt nè mọi người thấy không, nhưng mà cũng rất là ngon, dù sao đồ ăn cho mà. Sang cho mọi người thấy không, tôm to như vậy thì Sang chưa ăn bao giờ luôn á, bữa nay mới được ăn tôm to tới cái này á. Tôm nhỏ thì có ăn rồi, tôm to này nghe nó mắc lắm, rất là ngon luôn. Nó dù nó luộc lâu rồi nhưng mà Sang vẫn thấy ngon. Mời tất cả mọi người nha, thử ăn tôm với Sang nè. Sang mời tất cả mọi người nha. Mọi người làm nước chấm kiểu này ngon lắm. Mọi người mua một chai mắm nêm á, xong rồi đâm đâm tỏi ớt vào, chấm nó rất là ngon luôn. Sang ăn cái gì Sang cũng chấm mắm nêm hết mọi người. Hai con la, ăn con la, cho miếng nào. Ăn cơm Sang bữa nay là quay clip cho mọi người nên Sang ăn bốc luôn, cho nó thấy hấp dẫn. Mọi người ăn kiểu như Sang như vậy, nó rất là ngon luôn. Sang không biết tôm này bao nhiêu tiền ký, nhưng mà rất cảm ơn ơn bạn của Sang đã mua ủng hộ Sang để làm clip. Dù sao thì khi mà nó xem clip này chắc nó cũng biết là tôm đó. Mời tất cả mọi người nha, tôm to thì chứ. Con tôm to lắm luôn mọi người. Sang lột hết vỏ ra cho mọi người xem luôn. Con tôm cái này to, cái này là hơi bị mắc á. Ê, la đi ra. Con chó của Sang nó băng qua cái chân quay, sợ đổ cái chân quay của Sang. Đi ra. Sang mời tất cả mọi người nha, Sang lột cho tất cả mọi người nè. Lột ra. Người ta thường nói với Sang, người ta thường nói là đầu tôm là cái phần mà dồn dồn cức lên á, dồn cức, xin lỗi, dồn chân, dồn phân của con tôm lên đầu tôm á mọi người, nên là người ta nói đầu tôm ăn là rất là dở, không có được ăn. Nhưng mà Sang thấy là đầu tôm ăn là ngon nhất rồi mọi người. Sang mời tất cả mọi người nha. Sang có cái chén chén huyền thoại của Sang là bằng gáo dừa nữa mà Sang bỏ đâu Sang quên mất tiêu rồi. Mời tất cả mọi người nha. Xớ thịt nữa coi. Rất là ngon luôn mọi người. Cái nước chấm á, nước chấm mà tôm cũng ngon đó. Sang ăn cơm không với cái nước chấm này Sang cũng cảm thấy ngon lắm mà. Mọi người về mua chai mắm nêm cũng đâu có nhiêu tiền đâu, đầu tôm đâu mọi người. Cái con la này nó cứ đụng chân quay Sang. Cái phần này đầu tôm Sang không biết có cứt hay không, nhưng mà nó rất là ngon luôn đó nha mọi người. Béo lắm. Ăn tôm á, ăn luôn vỏ thì nó hay mắc cổ, nhưng mà Sang thấy ăn luôn vỏ thì nó sẽ tốt hơn. Như đây tôm Sang sẽ không ăn hết. Sang cười cho mẹ Sang một ít nữa. Đấy, con tôm là tôm lột mọi người. Tôm lột mà. Mọi người xem cái da nó mềm xèo luôn nè.
ăn được luôn cả lẩu mà. Mọi người thấy không? Tôm lột nè, con này có tôm lột nè. Con này quý lắm nè. Ba. Đây con à. Ra ra. Biểu à, qua đây. Qua đây. Ra 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 ra. Qua đây. Qua đây ngồi. Qua đây. Ngồi xuống, chào tất cả mọi người đi con. Chào mọi người con. Không ngại. Con chó mình nó ngại máy quay. Chào tất cả mọi người con. Em sẽ mời mọi người ăn thêm một hai con nữa nha. Nè, đây. Cực kỳ ngon luôn. Cái nước này cái cay cay mà nó ngon lắm mọi người. Sang tôm nó thích luôn, ăn luôn cả vỏ nó. Tại vì Sang nghĩ là có chất canxi. Vỏ tôm có mềm mà. Quá tuyệt vời. Wow, quá trời tôm luôn. Cái này chắc gần 1 kg tôm luôn á mọi người. Nước tôm rất ngọt. Cái này bạn của Sang luộc bằng nước không mọi người à. Nhưng mà Sang cảm thấy nó rất ngọt. Đây một con tôm lột nữa mọi người. Đây con tôm lột nữa. Vỏ mềm xèo luôn mọi người. Con tôm lột là vỏ mềm vậy luôn mọi người. Vỏ mềm như cái luôn, mình không cần lột gì hết. Chấm vô nước chấm. Chấm vô nước chấm, quết lên. Quá đã. Nè mọi người ơi. Tuyệt vời. Một tôm to Sang lột ra. Lột ra thì chắc ăn ngon hơn nhưng mà vẫn không có nhiều canxi bằng, không có chất nhiều bằng là mình không lột. Mời tất cả mọi người nha. Cái đầu tôm á mọi người tốt nhất là đừng nên nuốt nó. Mọi người nhai nuốt nước rất là ngọt luôn. Nước cái đầu tôm rất là ngọt nhưng mà mọi người nuốt á sợ cái vỏ đầu tôm đâm vô rất là đau nên Sang cũng sẽ không nuốt nó. Mình sẽ nhả cái vỏ đầu tôm đi.
còn phần trên con tôm ấy, nuốt vẫn được, rất ngon luôn mọi người. Sang đang ăn ngon lành mọi người ơi, Sang đang ăn mà trời chỉ mưa. Mọi người game còn cá thao tôm luôn. Sang đang ăn mà trời chỉ mưa, chắc Sang sẽ dừng clip tại đây thôi. Ăn nãy giờ mấy con thôi mà nó hết cả bụng luôn. Con nào con thấy to to bằng ngón tay, ngón chân cái luôn á, cái con này chắc phải mắc lắm. Giờ Sang dừng clip tại đây thôi mọi người. Chào tất cả mọi người nha.